Hello, chào mọi người. Thì mình bắt đầu clip hôm nay nha. Rồi, đầu tiên là một cái cây sorter thập niên 80 người. Con này thì trồng G15. Mã thì mình đánh là hôm nay là ngày 9 tháng 7 nè. Con này cây số 1 nha, 090701 người. Và cây này mình bán là 4 triệu rưỡi người. Đây là một cái cây hàng lưu trữ người, hàng lưu trữ chưa qua sử dụng á. Tình trạng của một cây hàng lưu trữ chưa qua sử dụng thì cực đẹp nha người, cực kỳ đẹp luôn. Đó, thấy không? Rất là long lanh luôn. Nhìn ngoài sáng đã người. Không có một vết gỉ sét nào nha người. Càng cũng còn tuyệt đẹp. Thấy rõ không? Tuyệt vời luôn. Con này thì sản xuất thập niên 80 nha người, nên là hai cái con ve này nó là màu đục đục vậy mọi người. Cực đẹp. Ray-Ban BL-USA. Trông là còn như mới mọi người, không có một vết xước nào cả, cũng không có dấu vết của việc sử dụng đâu mọi người. Đẹp lắm. Tình trạng hoàn hảo người, không có một cái vết gỉ nào luôn người. Hàng lưu kho bảo quản này là mình thấy là cái độ mới còn cực kỳ cao, thấy không? Trên những cái nhìn cái lớp mạ là biết người. Rất là đẹp luôn. Rồi, con mã số 1 này mình bán là 4 triệu 5 nha. Một con sorter nha người. Rồi, tiếp tục mã số 2 người. Mã số 2 con này thì mình đã giới thiệu hôm qua trên cái trang Zalo cá nhân rồi. Nhưng mà chưa có khách chốt người. Thì hôm nay mình sẽ vào clip luôn. Con này là một con leader người, bản bọc da. Và con này là trồng RB3 màu xanh nha, khá hiếm người. Mã sẽ là 090702, giá 4 triệu 5 người. Cái bao đẹp người, cái bao gần như mới luôn. Bên trong thì mình thấy là cái case này là made in Mexico này. Bên trong thì có cái phiếu giống như cái phiếu mua hàng, phiếu bảo hành nha mọi người. Đó, và đây là cái kiến nha, cho mọi người xem cái kiến. Còn luôn cái thẻ, cái tag luôn. Ray-Ban Leader. Đó, con này tình trạng cũng rất là đẹp người. Con này đã sử dụng nhưng mà tình trạng còn tốt lắm. Sử dụng nhưng mà rất là ít người. Cái phần càng đó, mọi người thấy cái phần càng kính là phía bên ngoài này còn đẹp, nhưng mà phía bên trong thì mình thấy là nó hơi có cái dấu vết rơm rơm nhẹ, mọi người. Rơm rơm nhẹ thôi à. Nhìn chung là cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Đó. Thì những cái con này mọi người về sử dụng thì chịu khó vệ sinh nó thường xuyên là được, không có vấn đề cả. Còn lại thì đẹp hết mọi người, đẹp rất là đẹp luôn, trong tình trạng tuyệt đẹp. Phần da nó gần như mới, chưa dùng luôn, thấy không? Nước mạ còn sáng đẹp và không có một cái vết gỉ sét nào người. Con này thì size 58-14 nha, size 58-14, kích thước khung của nó thì là 13.5 thôi. Để mình đo cho người xem. Đây mọi người, khung 13.5 người. Đó, thấy không? 13.5, đúng chính xác luôn. Trồng xanh rau muống RB3 nha mọi người. Xanh RB3 nè, mọi người thấy không? Cái trồng này đeo dịu mắt lắm nha.
Và mọi người thấy là đặc biệt cái dòng 58 này nha, cái dòng RB3 rất là hiếm. Hôm qua thì cũng vô tình có một khách hỏi thì hôm nay hàng có về luôn. Ok, giá 4 triệu 5 mọi người. Con này thì được cái hộp còn đẹp và cái lớp da còn rất là ok mọi người. Cái da mình chưa thấy cái con bọc da nào mà còn mới vậy luôn. Rồi mã số 3. Một con BL5814, con này mình bán 3 triệu. À, đây mọi người. Con này sao cầm này mỏi tay quá. Bên trong đây thì con này nó cũng có một cái phiếu mà warranty card, gọi là warranty card. Đây, một cây 5814, con này đẹp nha mọi người, con này rất là đẹp luôn á. Tình trạng gần như là rất là ít sử dụng. Con này thì thập niên tầm 90 nha mọi người. Càng còn đẹp không có, chỉ cũng hơi lấm tấm nhẹ thôi, dấu vết sử dụng nhẹ thôi mọi người. Tuy nhiên là tổng quan còn tốt nha, không có, vẫn dùng bình thường không ảnh hưởng gì đâu. Còn dùng tốt luôn chứ không phải bình thường nữa. Và đặc thù con này thì mình thấy là cái nước mạ còn đẹp, còn rất là sáng luôn. Mọi người về có thể là dùng cà na và vải rồi đánh nhẹ lại thì là nó sáng như gương luôn. Chất lượng còn tuyệt vời luôn, con ốc nữa. Đó thì đợt trước ai mà hụt mấy con 58 mà đang cần mua thì chốt con này mua rất là đẹp luôn. Cái trồng là gần như mới luôn, phải không? Trồng không có vết xước nào cả. Còn cực kỳ đẹp. Thẳng thốn khung là không có lỏng lẻo nha mọi người, không có lỏng lẻo gì cả. Hàng chuẩn. Rồi, tiếp tục mã số 4 người. Mã số 4 là một cái dòng mà Stromax 5814. Con này mình bán giá 3 triệu nha, mã là 090704. Đó thì nhìn chung những cái con mà tầm giá mà 3 tới 4 triệu thì thường sẽ không đi kèm cái hộp zin mọi người. Tại vì nếu mà có hộp zin thì hàng nó đẹp thì nó rất là cao. Cái dòng này cũng thuộc cái dòng mà cũng khá cao cấp của Ray-Ban mọi người. Đó, con này kèm theo một cái túi Ray-Ban nhưng mà không phải của nó nha, cái túi chính hãng thôi. Và về chất lượng thì thấy là con này cũng tương đối là có cái vết dấu vết sử dụng hơi trầy rồi. Ở trong đây thì mới có thấy không? Ngồi đợi chút xíu mình đi qua cái góc khác nhìn cho nó rõ nha, ngồi đợi chút xíu nha. Rồi, tiếp tục nha người. Đó thì mình vô cái góc này nó đỡ chóa thì nhìn cái sản phẩm nó sẽ rõ nét hơn người. Tại vì những cái kiến trầy như vậy mà không có quay rõ thì nhiều khi mọi người dễ nhầm lẫn á. Đó thì cái chất lượng con này so với lại cái con trước mình bán giá 2 triệu 5 nó tốt hơn rồi. Nó có một vài cái vết xước nhẹ nhẹ nhưng nhìn chung nó là sạch sẽ hơn rồi. Cũng có vài cái vết xước nhẹ nhưng mà sẽ không ảnh hưởng tới việc sử dụng nha. Và trên cái khung thì cũng có những chấm gỉ gỉ nhẹ người. Chấm đen 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 thấy không? Chấm đen 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 đen. Đó. Cái dòng này nếu mà đã dùng thì dùng rất là nhiều. Và thường dùng nhiều thì nó sẽ có cái dấu vết như vậy mọi người. Tuy nhiên thì mọi người nếu mà mua con này dùng để mình sử dụng nhiều á, mình dùng kiểu như là tuần suất cao á, thì nó rất là kinh tế người. Tại vì con này nó cái trồng này cực kỳ cao cấp và cái chuyện sấm sét này cũng khá là ngầu. Zin hết nha, zin hết, zin nguyên bản hết người. Thì đợt này mình về được hai con dòng Stromax 58 luôn người, hai con luôn và chất lượng tương đương nhau, là con mã số 4 này nè và một con tiếp theo cũng như vậy người. Và tình trạng theo mình đánh giá là còn dùng rất là ok. Nên là mọi người nếu mà đang tìm một con Stromax thì có thể chốt này nha. Giá tốt mọi người, giá tốt. Tại dòng Stromax này nếu mà hàng đẹp á thì nó tầm 4 triệu rưỡi ra lên tới 7-8 triệu cũng có người. Nên là cái mức giá này là mức giá rất là tốt cho cái dòng này. Một con kính nguyên bản Stromax nha. Stromax. Ok, con này thì nó sản xuất 594 người. Mà nó dùng nhiều nên là nhìn nó hơi chạy nè. BL Rayban. Dưới đây thì sẽ là BL3 5814 người. À, 5814. Thì
khung con này là 13.5 nha mọi người. Đó, cứ 58 14 là khung chuẩn của nó 13.5 mọi người. Đây mà thấy không? Đây. Đó mọi người, đúng 13.5. Rồi ok nhé. Đó, thì kèm theo là mình là một cái hộp của Ray-Ban thôi chứ không phải hộp của nó mọi người. Rồi đó thì như mình nói mã số 5 là cũng là một cây dòng Stromax cũng giá 3 triệu luôn. Chất lượng cũng gần như giống như con mới nãy mọi người. Cho mọi người xem nha. Đây mọi người có thể chốt một trong hai nha. Đó, con này thì cái tròng kính cũng có những cái vết chấm chấm xước nhẹ nhẹ mọi người. Nhìn chung là có trầy nha, có trầy mà thấy không. Đó, tuy nhiên theo mình đánh giá là vẫn còn dùng tốt, người yên tâm cứ mua dùng nha. Tại vì mới với cái mức giá này là một giá rất là hợp lý cho một con Ray-Ban dòng Stromax người. Đó, càng thì nó thấy là do hàng nó đã dùng nhiều nên là nó cũng có chấm 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 nha nè. Không thấy rõ thôi. Nó chấm chấm nhẹ nhẹ đây mọi người. Đó, chấm chấm. Tuy nhiên những cái chấm này không ảnh hưởng nhiều đâu. Người dùng thì chịu khó kỹ kỹ chút xíu là được người. Rất là kiểu như rất là bền bỉ. Nồi đồng cổ đá người. Quan trọng nó là hàng zin nguyên bản hết mọi người. Rồi ok, giá con này 3 triệu luôn nha. Mã số 5 hôm nay mọi người, 090705. Mã số 6. Rồi, số 6 là một con BL6214. Con này bữa giờ cũng nhiều người hỏi đây. BL6214, con này mình bán 3 triệu. Rồi, đây kiến đây mọi người. Theo mình đánh giá con này nó cả tầm 95% mọi người. Cái trồng cũng có những cái vết xước lông mèo nhẹ nhẹ thôi. Không có vết xước nào lớn để có thể nhìn rõ, để ảnh hưởng tới cái việc nhìn ngắm cả. Đó, nhìn chung là chất lượng tốt người. Đó, zin nguyên bản hết nha. Và tình trạng còn đẹp. Đây con này sản xuất tầm 90 người. Hơn 90 nên là cái này zin hết người. Con này 6214. Và nếu mà size 6214 thì nó rơi vào tầm 14-14.5 tùy cái người. Có cái thì nó 14 nha, có cái thì nó khung nó tới 14.5 người. Như con này là khung 14.5 nè, thấy không? Đó, mình đo theo khung nha. Từ giờ mình sẽ đo theo khung cho nó chuẩn nha người, nó chuẩn. Mình chuẩn hóa nó phải là cho chuẩn nữa. Đó, càng còn đẹp mọi người, càng còn rất là ok luôn, càng kín còn đẹp, không có rơm sảy gì nhiều cả. Trên cái khung cũng không có vết gỉ sét và cái nước mạ vàng cũng còn rất đẹp, còn vàng khè. Con này thì mọi người về đánh bóng nhẹ lại rồi vệ sinh là cái là siêu đẹp luôn. Quan trọng là chất lượng nó còn quá tốt. Không? Tổng quan còn rất là ok luôn, đẹp cực kỳ. Giá tốt 3 triệu. Rồi tiếp theo là mã số 7 người, mã số 7. Ồ, là một con Master Piece size 62 outdoor nha. Con này mình bán 3 triệu rưỡi người. Con này giá quá tốt luôn, để mình xôi một con. Con này mình đấu được giá cực kỳ tốt nè. Đầu tiên là nó kèm theo cái bao zin của nó nha người. Cái bao zin của nó nè. Rồi, bên trong là sạch sẽ người. Sạch sẽ. Và đây là cái kiến, kiến màu đen nha, màu đen nha mọi người. Trồng kính là còn rất là ok luôn, không có chày xước gì nặng cả. Đương nhiên cũng có những cái về vết xước nhẹ nhẹ nè, nhấn chấm này nè, nhẹ nhẹ nè. Nhưng mà ở cái phần này thì sẽ không ảnh hưởng tới việc nhìn ngắm đâu. Tổng quan như vậy là ok lắm mọi người, trồng zin nha, trồng G15 mọi người. Đây, dập logo nổi nè. Phía trên này thì nó cũng là có cái đánh số series mọi người. Đây là thuộc cũng dòng limited người, limited đó, BL Ray-Ban USA G07865 đó, G. Đúng rồi, G. Còn cái dòng kia là B. Đó, thì dòng này ở dưới thì nó cũng có khắc là BL6214 nè người. Và thấy không, còn zin hết người, zin nguyên bản hết, đẹp cực kỳ.
tông đen. Con này mình đấu giá được cực kỳ tốt luôn, bán có 3 triệu rưỡi, giá quá ngon rồi. Có một cái điểm trừ của nó là ở trên đây cái thanh trán của nó nứt phần ở giữa, phải không? Nứt nhẹ rồi. Nói chung dòng này nó hay bị vậy mọi người. Nó dùng thời gian là nó sẽ có cái việc nó bị nứt đi, cho nó bị chai hóa mọi người. Nhưng mà vẫn còn dùng bình thường, không có vấn đề cả. Và hai nữa là mình thấy ở dưới đây nó có một cái chỗ bị cứng này. Đó. Bị cứng nhẹ chỗ này. Thì với cái chỗ này mọi người về mọi người mua cái sơn móng tay màu đen mọi người về spa lại tí xíu là nó ok, nó đẹp đi. Còn lại thì con này rất là đẹp. Và với cái mức giá là 3 triệu 5 là một cái mức giá mà vô tình mình đấu được giá tốt nha mọi người. Cái con này là một cái dòng limited nha, limited mọi người, dòng giới hạn á. Zin nguyên bản hết và chất lượng còn cực kỳ tốt. Đó. Cái size kính con này là nó à, để đo size kính cho người xem nha. Cái kích thước con này, kích thước khung người là nó là 14 người, thấy không? Tương đối nhỏ. Mặc dù là cái khung nó làm dày dặn hơn nhưng mà nó cũng có 14 thôi người. Cái đặc thù của con này là cái gọng nó làm to hơn là cái gọng tiêu chuẩn để nó tạo cảm giác là cứng cáp mọi người, cứng cáp. Tuy nhiên cái độ cái trọng lượng của nó cũng tương đương nha, nó không khác đâu người. Quá đẹp. Mọi người cái tên của nó là Masterpiece là di sản người, một cái dòng di sản của Ray-Ban đó. Ok, con này thích hợp cho những ai mà vừa sưu tầm mà vừa dùng. Giá quá tốt người, cho mỗi con mà dòng bản mà di sản. Mã 07 nha, 3 triệu 5 mọi người. Rồi tới mã số 8 mọi người. Mã số 8 là đây, mã số 8 là một con Shorter thập niên 80, con này mình bán 3 triệu rưỡi nha. Đây mọi người, con này thì trồng G15, trồng tiêu chuẩn của Ray-Ban. Con này đã qua sử dụng nhiều rồi nên là nó có xước trên khung mọi người, có xước trên khung. Tuy nhiên là cũng không có gỉ sét gì nha. Tình trạng là rất ok mọi người, rất ok. Trồng thì cũng đẹp mọi người, trồng đẹp sạch sẽ, không có vết trầy xước nào cả, phải không? Trồng đẹp. Đẹp và zin. Thì mọi người coi clip mình nhiều, mọi người để ý cái khắc BL này nha. Cái form của nó là sau này mọi người nhìn cái BL phách giả là mọi người biết liền. Con này thập niên 80 nha mọi người, thập niên 80. Trong cái con ve cũng đã có khắc BL rồi. Mà thấy rõ không? Đó BL nè. Rồi, con này cũng tương đối đẹp mọi người, giá 3 triệu 5 là giá tốt nha. Rồi mã số 9 mọi người, mã số 9 là mã số 9 đây. Là một con Outdoor đen 5814, con này mình bán 2 triệu 5. Cái chất lượng con này tương đương với những con mà mình hay bán 2 triệu 7 mọi người. Tuy nhiên là tại vì nó về cái túi này nó không được đẹp nên là mình bán giá là 2 triệu 5 nha, cái túi hơi cũ mọi người. Chứ còn bù lại thì như cái cây này lần trước á, cái túi đẹp hơn á là nó rơi vào mình bán 2 triệu 7 mọi người. Và cái con này thì chất lượng cũng gần như là xem với con kia mọi người, còn cực kỳ đẹp, thấy không? Đó, sắc nét người, đây là chỉ dính bụi thôi nè. Con này gọng chun nha mọi người, gọng chun. Và thập niên con này là cũng 90 mọi người. Đó. Rồi, con này đi đường rất là tốt người, con này thì cũng tương đương với dòng driving đó. Rồi mã số 10 người, mã số 10 là một con
6214 mà cái trồng B15 TGM người, một cái trồng mirror nhẹ, con này mình bán giá 2,2 triệu này. Kèm theo cái bao con này về là bao dòng của dòng traditional người. Cái bao này không phải của nó đâu, nhưng mà cũng vẫn là bao chính hãng người, không phải bao fake là được. Ok, đây là một con 62 người, và cái trồng là một cái trồng nâu B15 nha, TGM là cái mirror người, top. Đó, tình trạng thì cũng còn rất là tốt người, tương đối đẹp. Con này thì sản xuất những năm 90 người, năm 90, và cái kích thước khung của nó, kích thước khung con này nó tầm 14 năm, thấy không? Đó, cái vấn đề của những cái con này là chủ yếu là về cái trồng thôi người, và cái trồng con này cũng còn cũng rất là đẹp đó người. BL này, trồng zin này, chỉ nó chỉ có bị nhâm nhâm một vài điểm ở ngay chỗ phần dưới này, phần dưới kính này mà, do bảo quản thôi, không ảnh hưởng tới cái việc nhìn ngắm đâu người. Và những chấm này cũng tương đối nhẹ, phải soi góc này mới thấy, còn nếu mà nhìn thẳng thì cũng khó thấy người. Đó, nên là con này là cũng một cái con mà giá rất là tốt để mọi người có thể sưu tầm cái dòng này nha. Trồng hơi có một cái lớp phủ gương nhẹ mọi người, đó là gọi là TGM, M là cái viết tắt của mirror người. Mirror là gương á. Ok, con này giá 2,2 triệu mọi người, mã số 10 hôm nay. Rồi, 11 là một cái con mà mọi người cũng săn đuổi khá nhiều, một con Olympic Game 92 mọi người. Con này mình bán giá 3,2 triệu nha. Rồi, kèm theo đó là cái túi chính hãng của nó nè, 1992 Olympic Game. Và con này là một con màu đen nha. Ở đây là cái dây đeo của nó nè mọi người, dây đeo mình để lại trong đây nha. Và cái kiến này là cái kiến màu đen nha mọi người. Màu đen. Đó, con này thích hợp của những ai chơi thể thao đây. Chơi thể thao mang dòng này quá tuyệt vời, hàng về mình chưa vệ sinh nữa. Chưa vệ sinh đúng rồi, cho nên là đánh giá của mình là con này cũng khá là ok đó, nó chỉ bị dơ dính bụi thôi, còn lại thì trồng của nó đẹp sạch sẽ người, không có trầy. Mọi người thấy không, cái chữ Ray-Ban và cái dấu Olympic này còn màu vàng rất đẹp luôn, còn rất là rõ nét. Đây là khắc BL, đây là khắc BL, trồng này trồng G15 nha mọi người. Ở bên đây mình thấy là đó, cái dấu Olympic cũng còn rõ này. Bên đây cũng vậy mọi người, đây còn Ray-Ban nè. Phía trong đây thì nó sẽ đánh là W1080. Và phía bên này là 1992 Olympic Game mọi người. Đó, con này về mọi người chỉ cần vệ sinh lại là nó sạch sẽ nha, còn rất là đẹp mọi người. Còn rất là đẹp. Ba cầu. Con này cũng không có tên gọi luôn người, nó chỉ là mỗi con W1080 thôi. Không có tên gọi mọi người. Nó hơi hướng cái form nó giống như là giống như là một cái con mà kết hợp giữa cái con Olympic đó, Olympian đó, với lại cái con mà outdoor vậy, kiểu vậy mọi người. Không biết gọi nó là một cái dòng gì, tuy nhiên là nó, cái độ bo của nó rất là cao. Thấy không? Đeo thoải mái lắm nha. Và gọng chun quặp này nữa là mọi người chơi thể thao tuyệt vời luôn. Có thể chơi những môn chạy nhảy luôn người. Rồi, cây này mã số 11 giá 3,2 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 12. 12. Rồi, 12 đây, 12 là một cây này mình bán 1 triệu người. Con này là 2385. Con này kiến thì dạng đi đường chơi thể thao thôi, màu đen. À, nguyên bản người, kính còn không có trầy gì, đẹp luôn á. Ray-Ban, con này thì trong đây thì nó sẽ ghi là Ray-Ban USA by Bow Lom, Bow and Lom á. Vậy thôi, đơn giản người, và cái size của nó là tầm 14 á. 14.5 người, khá là rộng. Tuy nhiên con này cái form nó bo vào nên là mọi người có thể là kiểu như là mọi người bẻ nó cho nó ôm vào mặt mình thoải mái. Đó, những ai mà mặt rộng mang cũng được, mà mặt hẹp mang cũng được người. 1 triệu cho mọi người mua để chạy xe đạp hoặc là làm việc.
13 mọi người, 13 con này là mình về được một con mà short tơ ý nha mọi người, và size rất là nhỏ nha. Con này size 5509. Giá 1.300.000 mọi người. Mình nhắc lại là con này size rất là nhỏ nha mọi người. Size con này là 12.5 thôi. Nó là 12.5 thôi. Nó là cho những người khuôn mặt rất là bé hoặc là con nít mang thì được. Và cái chồng con này nó là một cái chồng xanh lá mọi người. Cũng khá là hiếm mọi người. Xanh lá hay nâu nhạt mình cũng không rõ nữa, tại vì nhìn nó hơi kiểu như nó mít mọi người. Giống như là xám nhạt hay nâu nhạt hơn mọi người, không rõ nữa. Ở trên đây thì nó sẽ dập là Ray-Ban 5509 rồi, thấy không? Đó. Màu là màu mạ chrome inox nha. Giọng mới gọng sun luôn, nên là những con này thì nói chung trẻ mang thì cũng hơi đứng, nên là thích hợp với những người lớn tuổi mà có khuôn mặt nhỏ, người khuôn mặt rất là nhỏ thì mang được nha. Đó, size của nó là 12.5 mà. Đây mọi người, thấy không? Con này thì mới chưa sử dụng mọi người, đầy đủ có khăn rồi có phiếu nè, không có hộp thôi, và giá cũng rất là tốt, giá gần như là cái giá thanh lý hay sao. Trồng nó là trồng gương nha người, trồng kính chứ nhầm, chứ không phải là trồng nhựa đâu. Rồi con mã số 13 người, mã số 13. Ê, con nó 13 rồi, giờ tới 14 người. 14 là một con 5814 đen, con này thì mình bán là 2 triệu chẳng nè. Cái con này thì cái bao của nó hơi bị xấu, do nó bị biến dạng trong này rồi người, nó về là nó vậy rồi, nên là mình đấu được giá mềm vậy đó. Không, vẫn bỏ được, nhưng mà ở trong này nó bị biến dạng rồi, mình không biết xử lý sao được không nữa. Đó, thì đây là một cái con mà kính màu đen người. Còn cũng rất là đẹp luôn á, còn rất là đẹp luôn á. Đó người, con này nếu mà ai mua về dùng đi đường thì quá tốt luôn. Giá có 2 triệu người, hàng còn rất là ok. Con này mình đấu được giá tốt nè. Thấy không? Hàng xịn nha mọi người, hàng xịn toàn bộ nha. Đó, đó BL Reban USA nè. Trồng là trồng G15 nè, phun cát BL nè, rất là đậm nét nè, đẹp luôn á. Trồng còn cực kỳ mới người. Con này trồng quá tuyệt vời luôn. Nó có chỉ có một cái chấm nhẹ ở đây nè mọi người. Một cái chấm nhẹ ở đây không ảnh hưởng đâu người. Đó, thấy không? Đó, một chấm nhẹ đây nè. Đó, nhỏ. Còn lại thì đẹp hết người, còn lại thì rất là đẹp. Rồi, ok, con này mã 14 giá 2 triệu chẳng nha mọi người. Rồi, cuối cùng, con số 15, một con size 2 đen, con này giá 2 triệu nha. Ok, đẹp. Size 2 nha mọi người, size 2 thì cái kích thước khung của nó là 14. À, một con đến 13.5 mà ta. Ồ, con 13.5 mọi người. 13.5. Ừ, size cũng tương đối nhỏ nha. Màu đen người, màu đen, tình trạng thì cũng khá là đẹp đó. Khá là đẹp, chỉ bên đây thì có hơi trầy nhẹ, trầy nhẹ lồi lớp sơn. Bên trong thì à, cái con này như đợt trước mình đang sale, mình sale con đợt trước mình bán, nhưng mà đợt này mình sale nè. Mình sale mạnh xuống còn 2 triệu nè mọi người. Sale lỗ luôn. Nó bị trong này nó bị kiểu như là tróc cái lớp sơn thôi, chứ chưa phải là bị trầy gỉ đâu mọi người. Bên này thì đẹp, bên này thì có size 2 nè. Đó, giá 2 triệu con này giá tốt lắm rồi. Con này thì sản xuất những năm phải 90 á, tại vì cái con ruồi nó là cái con ruồi, cái vật liệu chất liệu này chất liệu mới sau này. Và cái dòng này mình thấy là cái con ve của nó, mình nó mọi người thông cảm nha, lúc thì mình dùng con ruồi, lúc dùng con ve nhiều khi nó quên. Cái con ve là nó dập theo kiểu này, nó không có in BL mọi người, đặc biệt cái dòng Sinet này nha, mọi người lưu ý nha, Sinet và kể cả cái dòng Olympian mọi người. Nó sẽ không có dập BL mà nó là cái dấu này nè, cái dấu này nè, đó. Ok, con này thì con quá đẹp, trồng như mới mà không có xước gì cả. Bên đây cũng vậy.
trông đẹp. Rồi, đẹp mọi người, con này giá 2 triệu. Rồi ok, mình kết thúc clip đây nha. Rồi. Mọi người chốt cái nào thì nhắn mình nha. Nhớ là mọi người nhắn thu cái số là 0907 để mà mình dễ xử lý với đơn hàng mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.